giàu mới đi học được phi công chứ vô trường đó học nhiều tiền không? Đúng rồi. Mà nó đi học á mấy tỷ. Đi máy bay dễ, rất dễ. Nhưng mà muốn ông ngoại tham gia trên một cái chuyến bay, đi một chuyến bay mà đó là cháu gái mình ngồi trên buồng lái. Cũng có, nhưng mà thấy về cái tuổi đời nó cũng cao quá rồi, thành ra không biết có rộng có đi được không nữa. Anh chào Mạch Khanh. Chào chị Ngọc. Chào đối phận hả? Bây giờ anh thay mặt chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, anh gửi tặng em món quà nghe. Hơi nặng quá nha. Thôi bây giờ em cầm đi. Em cầm xong rồi cái anh cầm lại. Anh cầm đỡ nghe chứ nó nặng quá. Và hôm nay From Khan hoặc là cái hai chi trả số tiền lớn. Là 11, 12, 5, 8, 1 November Delta. Good morning. Lần đầu tiên anh với Ngọc Lan đến một cái nơi rất là đặc biệt như thế đúng này. Đúng rồi. Bây giờ chị rất là tò mò luôn, anh Bin cũng vậy, cho nên là chắc nhờ em dẫn chị đi tham quan đi. Và hôm nay em sẽ dắt mọi người đi tham quan trung tâm VA Training Việt Nam mình nha. Em bên đây là gì vậy em? Ý, đừng nghe. Đây nè. Đây là trò chơi cảm giác mạnh đúng không? Đây gọi là buồng lái mô phỏng đậu mà. Ê, nhúc nhích kìa anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là diễn tả như là một cái cockpit thiệt ở ngoài đời luôn. Đây là của máy bay Airbus A320 vậy. Em cho chị hỏi là bây giờ cái điều kiện mà để mình được làm phi công á là xong hỏi anh. Không hỏi anh. Nè, nữ á là chiều cao phải trên 1m6. Nam là chiều cao trên 1m65 đúng không? Đúng. Cái thứ hai điều kiện sức khỏe phải tốt, đặc biệt là không có hú hồn hú vía. Không ai mà để cái điều kiện chứ tôi có mà con đâu. Nói chung là điều kiện phi công thì sức khỏe tốt là được rồi. Chỉ là không cần mắc bệnh như cái bệnh không nên mắc bệnh để làm phi công như là bị mù màu, bị cà lông hay là bị bệnh tim rồi kia thì không được. Cà lông ví dụ như anh trên máy bay đang giảm độ. Vừa nói xong là đáp xuống luôn rồi đó. Còn cái vụ hú hồn hú vía là có không em? Là giật mình á. Nói như không bị bệnh tim mà được không? Đó, hú hồn hú vía. Anh có thể nói không bị bệnh tim được không? Anh nói hú hồn hú vía. Anh nói cái làng biết nghe. Mình mà lên máy bay đó nghe, em nhớ nghe là không được mở cửa máy bay. Cái thứ hai nữa là không được chui vào buồng lái của phi công. Đúng không? Chui vào trong đó là sẽ bị phạt. Cũng tùy vào những cái quy định của từng hãng. Như là mình có thể vào tham quan buồng lái khi mà máy bay ở dưới đất rồi và cửa máy bay mở ra. Còn trên trời thì tuyệt đối không được. Mạch Khanh ơi, trước khi tới đây đó thì là chị Ngọc Lan đã giới thiệu sơ sơ về ngôi trường này rồi. Bây giờ thì có em, anh cũng muốn hỏi luôn, ngoài những cái thông tin, đây là một cái nơi đào tạo các phi công, còn có những cái gì đặc biệt hơn nữa không? Trường BA Training Việt Nam mình là có tổng diện tích lên đến 3,000 m² và được trang bị các cơ sở vật chất và thiết bị huấn luyện hiện đại, cũng như là các phòng huấn luyện, phòng chờ, phòng diễn bình như là mọi người thấy ở đây. Cái ngoại hình mà nó hơi khiêm tốn như anh vậy đó thì có được chuẩn đi vô đây không? Em thấy anh đạt chuẩn hả? Cái gì là suốt ngày mày chê anh. Thấy chưa? Ngon lạnh hả? Okay. Ví dụ như là không có tóc thì có thể đi vô đây được không? Dạ được rồi, chỉ có là số tuổi hơi vượt quá một xíu. Đó, cái tuổi quan trọng lắm á. Vậy thì từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi em? Dạ, ít nhất là 18 và nhiều nhất là phải hoàn thành cái quá trình huấn luyện trước khi vào hãng là 35 rồi. Em là học năm mấy rồi Bé Khanh? Dạ, đây là năm thứ 3 mà em vào nghề rồi. Đang bước qua năm thứ 4 rồi. Học mấy năm lận em? Nếu mà quá trình học thôi mà không tính chờ đợi thì khoảng 2 năm rưỡi rồi. Học mà chờ đợi là sao? Dạ là vì dịch nên là em cũng có thời gian chờ đợi khá là nhiều. Wow. Đây gọi là
buồng lái mô phỏng động của máy bay Airbus A320. Là nó sẽ có những cái lúc mà máy bay cất cánh rồi hạ cánh rồi rung lắc rồi nhiều khi là gặp sự cố đó. Dạ đúng rồi, đây là cái cơ hội để các phi công có thể luyện tập những cái giải quyết tình huống mà ở ngoài đời mình không có gặp nhiều á. Vậy một chút em có thể cho chị lộn cùng mèo được không? Chị Nguyên vừa phải chứ lộn luôn thì không được. Rồi em ơi, anh nôn quá rồi em ơi. BBA Training Việt Nam Airbus A320 Engine IAEV 2527. Dạ, chào thầy. Dạ, chào thầy. Em là Ngọc Lan. Dạ, em là học trò mới. Dạ, chào thầy. Dạ, chào em. Nhìn là biết cái nét phi công rồi đúng không? Dạ. Hôm nay con dắt anh chị đến tham quan buồng lái của tụi mình nè. Anh muốn tổng là chị Ngọc Lan muốn vào ngồi nè. Wow. Mình được vô không? Đường băng. Cái này có vô ngay vị trí. Bên này là vị trí của cơ trưởng. Dạ. Thôi, gái làm cơ phó đi. Việc đầu tiên mà mình cần làm nhất trong vấn đề đây là anh phải ngồi một cái tư thế thoải mái nhất. Đó. Thì anh mới điều khiển được cái máy bay tốt. Hai học trò hôm nay học đàng hoàng Mình cảm nhận được là mình là phi công thật sự luôn. Trước mắt là một cái đường băng. Lan ơi, anh bay trước nha Lan. Này. Anh hãy chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ đi. Ladies and gentlemen, phi công Tô Hòa Thuận sẽ bay cái chuyến này như thế nào đây với thời tiết? Theo tôi dự đoán là thời tiết sẽ khá xấu đó. Hết mưa rồi em ơi. Thời tiết nhiệt độ bên ngoài hiện giờ chắc khoảng chừng 22 độ C. Ủa bé Khanh, cơ trưởng với cơ phó khác nhau cái gì? Trên buồng lái thì công việc của hai người như nhau rồi. Nó sẽ có hai cái vai, một vai là người bay và một vai là người hỗ trợ. Thì ví dụ như chuyến này em bay thì anh sẽ hỗ trợ em. Rồi. Chuyến sau anh bay thì em sẽ hỗ trợ ngược lại anh. Thì mình sẽ làm công việc y như nhau. Nhưng mà khi có những cái tình huống mà cần đưa ra quyết định cuối cùng thì cơ trưởng sẽ luôn luôn là người quyết định cao nhất. Rồi bây giờ bắt đầu chạy nha các bạn ơi. Dạ. Kính thưa quý khách, máy bay chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh. Đề nghị quý khách hãy ngồi đúng vị trí của mình và cài dây an toàn. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt lành. Cái này mình gọi là cần ga. Đây là cái bánh lái và thắng ở chung cái chân. Chúng ta hãy đến với cơ trưởng Tô Hòa Thuận. Wow. 100 knot. V1. Rotec. Hồi đó giờ toàn là ngồi ở dưới thôi mà bữa nay mới trải nghiệm được cảm giác là phi công như thế nào. Đây là một cái quy trình cất cánh cơ bản. Hiện tại là mình đang ở độ cao 1600 feet. Kính thưa, như vậy là ở dưới mặt đất cũng sẽ có một cái đội ngũ điều khiển. Ở đây gọi là đài chỉ huy không lưu ạ. Thì mọi người sẽ hướng dẫn mình là bay hướng nào, độ cao như thế nào để mọi người sắp xếp được cái tần suất máy bay xuất hiện nó an toàn đó. Rồi giờ chúng ta đáp nha. Bây giờ mình đáp Đồng Nai, mình ăn miếng rồi mình về, mình bay tiếp. Ủa Khanh, cận thị vẫn được lái mà đúng không? Dạ, dưới 3 độ thì được đeo kiếng, rồi trên 3 độ thì đi muộn. Em dư điều kiện luôn, em chỉ có 2 độ thôi. Wow, bây giờ mình mới biết được nha. Là ngồi trên máy bay và trước mặt mình đường băng là như thế nào. 30, 20, 10, retard. Rồi dừng lại. Mất bao lâu để em nhớ hết tất cả những cái nút ở trên cái bảng điều khiển này? Quá trình huấn luyện cho một cái bằng để bay được máy bay này là khoảng 3 tháng rồi. Hồi nãy mình ngồi trên cái ghế phi công nghe mình không có cảm nhận được cái độ rung lắc. Rồi bây giờ mình ngồi ở đây thì mình thấy đó, mình cảm nhận rồi nè, đó. Đây. Đó, đúng lắm. Giống như là máy bay mà bay vô khu mà thời tiết xấu á này. Chúng ta đang climb lên độ cao 5.000 feet. Mình đang ở 2.600, mình đang climb lên 5.000. Này là mình đang bay vào cái vùng mà có thời tiết xấu. Em đã được đi thực tập chưa? Dạ rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Hạ cánh nha. 500, 400, 300, 100. Chuẩn bị hạ cánh. 40, 30, 20, 10. Chuẩn bị hạ cánh. Đó. Mình hết giờ. Rồi chúng ta đã hết giờ. Hết giờ. Học bài rồi. Ủa thầy, cái hộp đen là thường là nó là cái hộp nào thầy? Nó nằm ở đâu thầy? Cô giáo bắt tay với cả. Cảm ơn cô phó đã hợp tác với tôi trong chuyến bay này. Dạ. Bình thường thì sau giờ học em sẽ làm cái gì? Dạ, nếu mà có thời gian rảnh vào cuối tuần hay giữa tuần thì em cũng sẽ về nhà ngoại chơi. Có mẹ ngoại. Em với lại ông ngoại. Giờ mà Khanh dẫn anh với chị Ngọc Lan về nhà em. Để về nhà thăm ngoại đi. Dạ.
Chúng ta đã tới nhà rồi. Mời. Ô dạ. Ô dạ, từ từ coi. Cái chậu này nặng lắm. Ha, đây là nhà của mẹ hay sao? Dạ, mời mọi người vào nhà của ông ngoại em. Ô, nhà ông ngoại hả? Thôi mà mọi người vô gõ cửa thăm nhà ông ngoại mà thăm nha. Mình gõ cửa nghe. Rồi, gõ đi. Dạ. Chào cả nhà. Con chào ông. Dạ, con chào ông. Người phụ nữ này gương mặt xinh đẹp quá. Chắc chắn là mẹ của Mạch Khanh đúng không? Dạ đúng. Dạ. Chào hai MC. Dạ, hôm nay Ngọc Lan với Quốc Thuận đến từ chương trình gõ cửa thăm nhà. Trước khi thăm nhà là hai anh em đã tới thăm trường của Mạch Khanh rồi. Dạ. Bây giờ Mạch Khanh dẫn tới đây để mà thăm ông ngoại với thăm mẹ. Dạ. Rồi bây giờ mình vô nhà ha. Dạ. Dạ. Dạ, giới thiệu với anh chị, đây là mẹ và ông ngoại của em ạ. Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi là ông? 85 tuổi. Trời ơi trời. Bất ngờ luôn á. Tưởng đâu 100 hả? Không có. Không phải. Thật sự mà nói luôn á, còn đoán là ông chắc cỡ cao lắm là 71, 72 rồi. Ồ, không ngờ. Con thấy ông còn rất là khỏe luôn và rất là nhanh nhẹn. Ông vẫn còn leo cây xoài, cây dừa. Không có leo cái dừa nha. Cây dừa, leo thang không chứ. Leo dừa không được. Chị mà không nói là em mời ông ra leo dừa thử cho ông coi rồi. Ủa Khanh ơi, đây là nhà của ông ngoại. Ờ, không thấy bà ngoại. Dạ, bà ngoại mất rồi kìa. Dạ, bà ngoại mất lâu chưa? Ở đây nó lo cho tôi. Dạ. Tức là từ khi bà mất là hai mẹ con đi về ở với ngoại luôn. Khi mà bà ngoại mất á, là lúc đó chị cũng sắp sửa là chị về hôn. Thì khi mà về hưu được 3 năm nay rồi thì là ở đây với ông ngoại. Khi mà chị Lan bước vô trong nhà, chị Lan thấy là nhà rất là nhiều cây trái nè, đất thì rộng. Nhà chắc giàu lắm. Trời ơi, sao nói sổ sàng quá vậy? Giàu mới đi học được phi công chứ vô trường đó học nhiều tiền không? Đúng rồi. Vài đại không gia à, vài không? Không? Bây giờ chưa trả nợ. Mà nó đi học á, mấy tỷ. Thôi bây giờ Khanh nè, cho anh Thuận hỏi. Những bạn trẻ mà có ý định muốn làm phi công mà người ta lại không có điều kiện về kinh tế đó, thì có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ là được làm phi công và được học vào trường phi công không Khanh? Dạ, nếu mà nói về ý kiến cá nhân của em thì là em nghĩ là mọi người không nên theo nghề này nếu mà không có tài chính tốt. Tại vì sẽ rất là vất vả. Việc học là đã một rồi mà còn phải vất vả thêm vấn đề về tài chính nữa thì nó tăng độ vất vả cho cái con đường của mình chọn. Rất thẳng thắn, anh thích như vậy. Thật ra đó là một cái ngành mà đầu tư về thời gian rất nhiều và bên cạnh đó chúng ta cần cũng phải có kinh tế để mà học. Mẹ ơi, hồi đó là mẹ có thích cái gì mà về bay bay trên trời không mà giờ con gái nó học phi công vậy? Ngày xưa thì chị cũng làm ở trong cái ngành hàng không. Mà cái khoa của chị là cái khoa tiếp viên, thì khoa phi công là cái khoa đối diện. Thì mình nhìn những cái em mà phi công á, mình cũng rất là ngưỡng mộ. Mình cũng ao ước là có một đứa con vào cái ngành của mình. Nhưng mà chỉ là làm một cái bộ phận nào đó ở trong cái bay thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà bay lên trời á thì nó đòi hỏi nhiều cái lắm. Mình sợ. Mà bé Khanh thì đang học ở bên kiến trúc. Đó, đến khi mà cháu nó tốt nghiệp cái đại học kiến trúc rồi cái là mới thi vào cái phi công. Mà mình nghĩ là chắc là cho thi thử thôi. Cái về mẹ, con thi phi công con đậu rồi mẹ. Rồi lúc đó chị cũng hơi ngỡ ngàng luôn. Nhưng mà mình cũng thấy là khó khăn vẫn là cái đề mà tài chánh nhất. Cái mình mới suy nghĩ dữ lắm luôn. Thì là thằng em trai cứ nói chứ thôi, em thấy Khanh cũng có cái ý chí, thôi ông ngoại với em cũng sẽ hỗ trợ động viên cho bé. Khi mà nghe được cậu và ông ngoại gọi là hỗ trợ như vậy á, chị nhẹ người luôn. Trời ơi, người ta học kiến trúc, người ta đậu rồi, như vậy là cũng là đủ kiếm tiền rồi đó, mà sao lại có ước mơ là mình là học tiếp cái ngành hàng không vậy bé Khanh? Dạ, thực ra là em cũng có đi làm đúng ngành rồi khác ngành từ năm nhất năm 2, năm 3 rồi. Xong rồi em mới nhận ra là thật sự là em không có thích cái công việc phải đem việc về nhà với lại phải chạy deadline liên tục rồi. Nên là em nghĩ là em nên thay đổi, có một lựa chọn khác cho tương lai. Nhưng mà có hình dung ra được cái công việc này là mai mốt mình xa nhà thường xuyên không và nguy hiểm nữa? Nếu mà xa thì có thể là xa một giai đoạn vài ba ngày, nhưng mà sau khi đấy thì lại ở nhà hết. Như là nhiều khi đi là đi vài ngày hoặc là đi cũng lâu lâu, nhưng mà nếu mà không đi thì ở nhà rất là nhiều. Nghe tâm sự xong nãy giờ là mình muốn để dành tiền á, để mà mai mốt Louis với Pepsi lớn cho đi học phi. Anh là bây giờ anh chỉ dừng lại chỗ phi thôi, chứ công là chưa tới. Phi là chạy bộ được thôi, chứ công là chưa nổi hả. Rồi bây giờ mình chia ra ha. Bữa nay mình làm món gì vậy chị?
Cái này là bông gì vậy? Cái này là bông của cây thanh long. Ủa? Mình ăn được hả chị? Được. Cái này ăn rất là bổ và rất là ngon luôn. Nhưng mà thường là bây giờ là mà Khanh mỗi lần về thăm nhà chắc cũng ăn chay chung với đúng gia đình rồi, luôn. Ăn chay chung hết. Dạ. Bây giờ là tranh thủ Ngọc Lan cùng với mẹ của Mạch Khanh ở trong bếp. Thì Quốc Thuận sẽ ngồi đây tâm sự với cô gái phi công trẻ Mạch Khanh. Hồi nãy là mẹ của Khanh á, có nói là có thời gian Khanh học ở bển. Thì ở bển nó là ở đâu? Dạ, em có thời gian học ở Mỹ và thời gian học ở Xuyên. Ừ. Thì ở Mỹ là giai đoạn là bay cơ bản. Vậy là sẽ bay máy bay thiệt 4 chỗ ngồi hả? Là hai người lái, một khoảng có hai người phía sau nữa. Bay để biết về chiếc máy bay và có thêm kinh nghiệm giờ bay. Sau đó là qua Xuyên là học về cái máy bay đúng mà mình sẽ lái ở Việt Nam. Là máy bay Airbus A320 giống như là hồi nãy mà mọi người có tham quan cái buồng lái mô phỏng hả? Khi mà em bước lên một chiếc máy bay thiệt, lúc đó cái cảm giác em sao? Hào hứng rồi. Hào hứng đúng không? Từ khi mà em bước vào trường cho tới bây giờ là em bay được bao nhiêu chuyến rồi? Bay nếu tính theo giờ là hơn 300 giờ. Còn tính theo chuyến thì cũng khó đếm mà phải mở cái sổ ra. Cái chuyến xa nhất của em là đâu? Thì chuyến xa nhất là em bay ở bên Mỹ rồi. Là bay khoảng 5 tiếng giờ bay. Khi mà mình huấn luyện ở bên Mỹ nó có một cái giai đoạn là sẽ được bay với bạn trong vòng khoảng mấy chục giờ, 5-60 giờ. Thì là những cái giờ đó mình chỉ được đi với bạn đi chơi thôi. Là đi chơi hết sân bay này tới sân bay nọ để chơi. Đó là cái quyền lợi rồi. Vui, một trải nghiệm thú vị rồi. Đi chơi bằng máy bay rồi. Ồ, đã. Hồi nãy là anh thấy bước vô nhà em là thấy mẹ, thấy ông ngoại, thấy còn ba đâu? Dạ, ba em thì ở nhà nội rồi. Ba với mẹ có gì hả? Dạ, ba với mẹ cũng nghỉ chơi một thời gian ngắn à. Lúc đầu thì cũng hơi bối rối, tại thấy cũng hơi bất ngờ. Cái chuyện đó không nghĩ là nó sẽ đến, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đến. Thì lúc đầu là gọi là em chưa chấp nhận được. Nhưng mà sau đó một thời gian cũng ngắn thôi, vài tháng là em thấy cũng bình thường rồi. Mình quen với việc đó rồi. Lúc đó không nghĩ là ba mẹ sẽ tới lúc mà không còn ở với nhau nữa, nên là chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đó. Cho tới khi mà chuyện nó xảy ra thì mới nghĩ là ồ, thì ra ba mẹ cũng sẽ có ngày hôm nay. Đến lúc ba mẹ có ngày hôm nay và lúc đó em sao? Dạ, lúc đó thì chắc em là người khóc nhiều nhất nhà. Khóc nhiều hơn ba, khóc nhiều hơn mẹ nữa, khóc nhiều hơn chị nữa. Em còn leo lên xe ba đi về nhà ngoại, về nhà nội ở mấy ngày để níu kéo hai người, nhưng mà thấy chắc là tới một cái lúc đó rồi. Bây giờ thì ba và mẹ đều có một cái cuộc sống riêng hết. Em thấy ba cũng vui vẻ, mẹ cũng vui vẻ, là đều đáng mừng trong cái kết thúc này. Chị nãy giờ mình tâm sự á, em không có nghe ba của Khanh. Nói chung là chị với ông xã chị là chuyện này này cũng gần 8 năm rồi. Hai đứa nhỏ thì là ở với chị. Thì anh cũng có phụ giúp cho tụi nó giúp mình cái tiền ăn học thôi. Em vừa nhắc tới thôi, chị rất là xúc động. Thì chắc có lẽ là cái giai đoạn mà vừa chia tay á, chị khó khăn lắm chị mới vượt qua được. Không, thật sự thì lúc đó là chị cũng có những cái mà chị và anh cũng không hợp với nhau. Anh không có biết chia sẻ, nên là chị là người chủ động. Thành anh giận cái chuyện đó lắm. Thật sự là anh giận. Bây giờ thì chị mới thấy có những cái mình cũng hơi dở, là mình không biết ngồi lại mình nói chuyện hay là thế này thế nọ. Thôi bây giờ cái chuyện buồn đó, nó qua rồi, qua rồi. Em cũng không muốn trong cái câu chuyện này là có nước mắt đâu. Đúng rồi. Tại vì em thấy cái mà chị đối diện với cuộc sống bây giờ đó, nó vui lắm. Đúng nó vui đó. Nhiều năng lượng. Đúng rồi. Nhưng mà chị về chị ở với ba chị ở đây nè. Là các bạn chị ở Sài Gòn á, tuần nào hết nhóm này đến nhóm kia lên đây chơi với chị, tạo cái niềm vui cho ông ngoại. Wow. Hôm qua cái gì? Chẳng hạn cái tiệc chay này là chắc chắn là do Mạch mẹ nấu rồi đúng không? Dạ, có Mạch nha nấu. Có Mạch nha cuốn được mấy cuốn ở đây à. Ủa vậy hả? Dạ, trời dạ. Ơi. Hôm nay thì chị cũng mời hai em tới dùng bữa cơm chay với lại ba chị và bé Khanh. Thì ở đây là đúng là cây nhà lá vườn. Dạ. Sáng cầm cái rổ ra thì là hái được một rổ rau rau dền mồng tơi. Rồi còn ở đây là cái món thanh long. Đọt thanh long, bông thanh long, thanh long, đúng rồi, rất là đặc biệt. Còn ở đây là xoài, gỏi xoài thì ở nhà ông ngoại luôn. Ai hái? Đó, ông ngoại ra hái. Còn em hái. Còn cái xoài của ông ngoại là một chút ăn la xét. Đúng rồi, đúng rồi. Em được biết là nhà mình là ăn chay từ rất lâu rồi phải không chị?
chắc trên 50 năm. Trước đây là ông ngoại có vào chùa tu đó, và bây giờ ông ngoại xuống núi thì cái người tiếp tục kế thừa và tiếp tục ở trong chùa đó là anh Áp Út. Áp Út đó. Đúng rồi. Áp Út học tiến sĩ bên Ấn Độ về đó. Tiến sĩ Phật học. Đó, em thấy này không? Google không hề có đâu. Em rất là thích đi với anh tại vì anh giống như là từ điển sống vậy. Không, đó. Anh giống như là một chị tám ở đâu đó. Con muốn biết là pháp danh của ông ngoại là gì? Thích Chánh Niệm. Dạ. Con mời ông ngoại. Mời ba. Dạ. Mời cả nhà. Mời chị, mời cả nhà. Bé Khanh. Hồi nhỏ là em cũng có ăn chay đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào bắt đầu em ngã mặn vậy? Đến khi đi học mẫu giáo thì là mới bắt đầu ăn mặn. Dạ, em mới biết luôn á. Hèn gì cái da mặn nó trắng ơi trắng luôn á. Khi mà đi làm ở ngoài á thì là ăn mặn, nhưng mà khi mà về nhà chị á thì chị thường nấu đồ chay cho ăn không. Ừ. Em có bây giờ mà em mong ước là em lái một trên một cái chuyến bay đó, em chở tất cả thành viên trong nhà của mình ngồi trên đó. Dạ. Lúc đó chắc đã lắm ha. Dạ chắc áp lực lắm rồi. Áp lực gì? Ai cũng đang chờ mình á. Anh nghĩ rằng mọi người ngồi trên đó cũng sẽ rất là hạnh phúc. Hạnh diện nữa. Bên nhà nội, bên nhà ngoại. Đúng không? Còn tôi nên thiệt, tôi đã ăn ở nhà người ta rồi tôi nhớ hoài luôn. Tôi nữa mà tôi đi máy bay đó, cái giọng ai mà đọc đây cơ trưởng là Mạch Khanh là tôi đứng về tôi la liền. Tôi tới tôi gõ cửa rồi đó, và tôi ăn cơm rồi đó. Ông ngoại cũng đang thích lắm luôn. Đúng không, ông ngoại thích ông ngoại, mong chờ ngày đó không? Cũng có, nhưng mà được thấy về cái tuổi đời nó cũng cao quá rồi, thành ra không biết có rảnh mình có đi được không nữa. Bây giờ mua vé đi liền chứ đâu ông ngoại. Đi máy bay dễ, rất dễ, nhưng mà muốn ông ngoại tham gia trên một cái chuyến bay, đi một chuyến bay mà trong đó là cháu gái mình ngồi trên buồng lái làm cơ trưởng. À, khi đi học vậy nó cứ này, không phải cho con về nha. Sầm rõ đi trước. Mấy ông ngoại chờ con về để con vợ chở ông ngoại đi đó. Ừ. Ông ngoại nói chứ, trời sao con đi học lâu quá. Vậy là ông ngoại là bây giờ là phải ráng giữ sức khỏe để đợi lấy vốn lại nha. Chứ đầu tư nhiều quá. Hồi nhỏ Khanh có bộc lộ một cái điểm nào đó để cho thấy rằng là cô này là một người rất thích chinh phục. Cái lúc mà bé nó còn nhỏ đó thì chị cũng làm ở trong cái bên FTC là trung tâm huấn luyện bay. Năm nào tụi chị cũng hay văn nghệ lắm. Nàng này lên hát cái bài Anh Phi Công Ơi, vừa hát vừa múa cái bài đó luôn. Trời ơi, là mặc bộ đồ phi công đàng hoàng luôn. Rồi đứng hát múa đồ kia luôn. Đến bây giờ vẫn còn giữ hình. Cho vận tới rồi đó. Thành ra bây giờ phải cho mấy đứa con mình hát bài đó. Con em anh lấy nước mới không? Lắp xe cho nó. Lắp xe buýt. Chị, nhưng mà mỗi khi mà chị thấy báo đài đưa tin về những cái tai nạn của máy bay á, chị có lo không? Nói chung thì chị nghĩ cái gì nó cũng có cái số hết. Trong chết do duyên. Đúng vậy đó. Mẹ cũng nên ngủ. Bỏ ăn buổi sáng buổi chiều tao hết chiều đó, chết rất là nhẹ nhàng luôn em. Ồ, mẹ tức là bà ngoại đi nhanh mà... nhanh gọn như vậy luôn á, không bệnh rồi là không có bệnh cái gì hết trơn á. Đó là nhưng mà hơi bất ngờ chị, bất ngờ đúng rồi, bởi vì cả nhà rất là sốc. Lúc mà bà mất á là Khanh đang học bên Mỹ hay là ở đây? Đang học ở Việt Nam ạ. Ngày hôm chủ nhật thì chị với Khanh lên nhà ngoại chơi. Ừ. Còn ngoại còn nói coi như sắp đi ôm bà cháu hung nhau rồi thế này thế nọ đủ thứ trơn á. Qua ngày hôm sau trời, nói bà ngoại mất cái là coi như là không trở tay kịp luôn á, không nghĩ là như vậy luôn đó em. Thành ra ông ngoại hơi sốc vào cái vấn đề. Những lúc mà Khanh đi một cái chuyến vài ngày vậy á và ngồi ở trên máy bay, những cái điều em lo lắng đó là những cái điều gì? Em là người mà công việc là công việc, đang làm việc thì mình chỉ tập trung vào những gì mình đang làm thôi hả? Ừ. Cũng không có thời gian nghĩ ở dưới đất nó như thế nào đâu. Mình chỉ muốn là số lần cất cánh bằng số lần hạ cánh thôi. Hay là điều tuyệt vời. Khi mà vừa đáp xuống, em suy nghĩ điều gì trước? Dạ, đáp xuống thì mình cũng chỉ muốn về nhà thôi. Nói chung là nãy giờ em trò chuyện với lại chị á, thì em với chị có rất là nhiều cái điểm giống nhau. Ừ. Thế thì bây giờ á, ở cái cô gái này nè, chị còn điều gì lo lắng nữa không? Chị chỉ mong cho bé có một cái công việc nó tốt rồi ha. Thì mình lo đến cái vấn đề mà gia đình. Ừ. Đó, muốn cho có một gia đình nó ổn định, một người chồng tốt, những đứa con ngoan. Thế rồi Mạch Khanh thì sao? Bây giờ bữa nay thì chỉ có ông ngoại với mẹ thôi. Em có điều gì muốn nói với mẹ và nói với ông ngoại hay không? Tuy là em không có thể hiện ra với mẹ với ông ngoại tình cảm của em nhiều, nhưng mà em cũng chỉ muốn mọi người biết là con yêu mọi người. Em rất là khó nói những lời yêu thương với lại mẹ. Chị với mẹ cũng giống nhau, đó là đã có một cái cuộc hôn nhân nó cũng không có được tốt. Nhưng mà chị nể mẹ ở một cái điểm là mẹ đã cố gắng để đợi đến khi mà em xong đại học.
thì mẹ mới quyết định chọn cái cuộc sống của mẹ. Mẹ muốn cho em thật sự trọn vẹn. Thì bây giờ em có muốn nói cái gì với mẹ không? Bao lâu rồi không ôm mẹ? Dạ lâu lắm rồi. Giờ ôm mẹ đi nào. Mẹ mong con lúc nào cũng ngoan, có hiếu với ông bà cha mẹ như từ nào đến giờ. Lúc nào thì con cũng như vậy, mẹ cũng mong cho mấy chị em con như vậy hết. Nhất là đối với ông ngoại cũng vậy, ông ngoại rất là cưng từ con. Hồi nãy ông ngoại cũng có nói là ông ngoại cũng rất là muốn ngồi trên máy bay của Khanh. Nhưng mà nãy ông ngoại có nói không biết có kịp không? À đó, đó, đúng rồi đó. Thì bây giờ ông ngoại chỉ cần sắp xếp địa điểm đi chơi thôi là con sẽ xin chuyến để con chở ông ngoại đi liền mà. Ông ngoại nghe đã không? Cái gì nó cũng phải có cái duyên, có cái thời nó đến đó. Thì bây giờ thì chừng nào duyên tới thì mình làm. Giờ thì nói là ngài cũng không có cái gì mà ngoài cái sự mong đợi là nó làm tròn cái phận sự của nó cũng như mình. Ngoài cũng muốn khóc rồi. Cuối đời rồi con gặp được. Trời ơi ông ơi. Không cần cô lên đây hoài với ông luôn. Giờ chỉ mong cùng là bước, cùng là cái duyên nha. Tụi con mới là cái người may mắn khi mà được ngồi đây, được nắm tay ông để hưởng được cái phúc, cái lộc của ông. Bây giờ cứ việc làm phải đi, rồi cái chuyện gì đến sẽ đến. Thì vừa rồi ông có nói một câu á, cứ làm điều phải đi. Đúng rồi. Và tất cả mọi thứ nó sẽ đến với mình. Đúng rồi. Chúng ta làm phải thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều lộc ở cuộc đời này. Cảm ơn ngoại nha. Chị cũng thay mặt gia đình cảm ơn hai em. Cảm ơn chương trình đã đem đến cho ông ngoại một cái niềm vui. Phát hiện một điều, ông ngoại rất nghệ sĩ nha. Vậy? Ông ngoại biết hát hay biết đọc thơ gì không ngoại? Ông ngoại thì vấn đề văn nghệ nó dở lắm. Chỉ có vấn đề thể thao, thể dục thì... Giỏi, đúng rồi. Con xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình Gõ Cửa Trong Nhà và trước tiên là kính chúc cho ông ngoại phước như Đông Hải, thọ tựa Nam Sang, lúc nào cũng minh mẫn, lúc nào cũng vui tươi. Có một câu như thế này: sống khỏe, chết lẹ. Con là chúc ông mà sớm ngồi được trên cái máy bay mà do cháu gái của mình điều khiển. Đã, con chúc ông vậy nha. Được mà, không sao. Dạ, ông sẽ còn bay nhiều.